mời các bạn tham quan coi cái cảnh ăn quán xe cầu trường buổi sáng nha. Đây. Đây bánh xèo rau gừng nha. Đây là bánh xèo rau gừng các bạn ơi. Đây rau gừng. Rau gừng, rau gãy. Rau gãy có. Kìa tới rồi kìa. Đây là cái rau gừng nè các bạn. Sáng sớm bây giờ lội núi xong bây giờ ghé xuống đây ghé quán để ăn bánh xèo rau gừng. Ba tên này lên đâu rồi? Đây rồi. Đây là chưa nãy mình có đọt xài nè. Lá lốt hả em? Lá lốt cái này đinh lăng. Đinh lăng nữa. Đinh lăng. Xà lách xo, cải cải nhúng. Xà lách giòn. Xà lạc. Đây là cái quán của bé Hai, bánh xèo, bún riêu, cơm mì, hủ tiếu luôn, gà ta, vịt nấu chao gì luôn hả? Nấu cháo, hầm gỏi hả? Tưởng thì nấu chao chứ, chụp mình. Trên này giờ này là mới giấc sáng, khách nó còn thưa thưa, chưa có được đông. Để mình đợi coi có ai kêu bánh xèo đâu, mình vô mình coi cô chủ chiên cái bánh xèo cho các bạn xem luôn nha. Quay cô chủ hút rau luôn. Rau tươi nha các bạn. Đinh lăng. Lá lốt chị Hoa. Ê phụng. Ủa ăn sao không lên ăn luôn con? Coi em đi thôi. Thành này đứng nó cầm máy đi, ngồi ăn với buông gớt. Cầm máy đi buông gớt. Tao ăn cho.
vẫn chơi hoài bạn. Đồ nghề có mà cũng không được do chỗ này luôn. Đang đứng vậy sao lấy? Cho kiểu này luôn. Tôi xảy ra trời ở dưới này bán 4.000 ký. Phụng à, có chừng em ở chỗ cái khe đó Phụng. Mà nó không có cho ra em chỗ ra chỗ đó nha. Ghê quá. Nguyên thông tin đi vô cái thùng giấy rồi cột lại. Thả vô thùng. Thả vô hầm á. Mấy năm trước tao mua gì tao bán xe thành công thôi. Mấy năm sau đó rồi thôi. Không nhận. Gì? Em nói hả? Có sao đâu, cái nào cũng được, chơi ngủ ăn hết là được rồi. Ê, mày qua đây nè bảy. Mày ăn rau. Hai mẹ ăn rau. Lá lốt này ăn cho chị Ho, ăn lá lốt. Lá lốt chị Ho thì có nha. Nhức răng á, tầm nhức răng nhét vô cũng hết. Có kiểu gì thì không ăn hả, cũng hết. Mà nhức ế ho hả, ăn là hay lắm. Mà có một cái ho không dài mà chưa uống. Năm này đỏ đỏ rồi. Mấy bà tám thì đi tới giờ này chưa xuống rồi. Ê. Trời đất ơi, cô coi em hai thằng rồi nói chuyện. Không làm. Đây, họ thử. Tao giao chứng cho ác không à, tao nói rồi. Có chừng em vô phòng. Vô. Chỗ nó. Lấy chụp hình đưa tay không? Đưa máy ngón tay. Có mặt trong clip. Lấy chụp hình đưa máy ngón tay. Đưa coi. Tao nói vậy, cái nhà vô đi. Nhà vô lên đi chút chứ. Em kìa. Ăn miếng cái để họ đi quanh kia đi thẳng qua bển luôn. Không, lát xuống dưới kia ăn. Đừng mắc lạc, đi ra đây. Con bển là mấy giờ? Đây. Ê, giờ. Hả? Có 1 giờ. Chơi gì chơi giờ chơi nguy hiểm không vậy? Chơi chơi chỗ lắm. Thì nó 1 2 giờ chiều đó, tại đó. Ông nghe xuống là đi luôn. Em thấy 9 giờ mới đi. Còn mấy người kia chơi. Đủ rồi đi rồi. Tới à, đủ rồi đi rồi đâu có 9 giờ. Mới 9 giờ nhưng mà lại sớm trước 9 giờ. Đâu ngừng các bạn. Dung ơi, tự dưới giác rồi. Tự dưới giác rồi nó đây. Cua gì, cua biển hay cua nào? Có mấy nhà ấy, chẹp ra tới. Phải vậy thôi, tiền nó đẻ trứng rồi. Tiền nó lăn ò rồi. Đi qua đi lại. Nhà nhà nó đu người đuổi nó đẻ trứng trong này. Ủa mà giữ em đấy con. Sao làm dạ vậy? Con kiến cắn ông ơi. Con kiến nè với mũi vậy. Thấy rõ ràng không? Cái đồ thiệt đó. Mới nái mày cũng chưa. Cây đó phải là gọi là cây mùi nát nè. Dạ, ăn cái bánh cây con nát này luôn đi. Đi chơi mết đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trời gì kỳ trời, ăn rút một con hồ mình ăn chiến thắng vậy trời. Mình ăn chiến thắng luôn rồi. Chịu con lên đây nè. Gặp dao à. Ủa sao không cho con ăn này nè em? Ai cần đi xuống gặp cái phần như bên cạnh ông đó à? Vậy là bà muốn xuống trước mà. Đi lên bản lên trước nữa đó. Chế lên trước. Chế xuống bà thuận trời nó ăn rồi là em ngồi chỗ mà bắn chú khô á. Không thấy. Chế mua cái gì đó. Cái chú gì ngâm rượu á cho nghe nó khô. Nó dễ ăn quá ha ngành. Bốn cái gì nó cũng ăn được trơn á ha. Ăn thịt cỗ ấm trời, ăn hết thịt cỗ ấm trời, ăn hết thịt cỗ ấm trời. Nó dễ ăn thì đâu á. Vệ sinh nữa thì em ơi. Ừ, tự ăn. Ừ, mày ăn nha mẹ. Không có khúc đâu á mày, cứ trong ba lô anh còn đồ á. Hồi nó ăn giỏi ta. Còn ba lô mình còn chai nước nha. Rồi là có bán mì gói không vậy? Dễ. Cho mẹ ăn mì gói cho gà mới luôn. Không Thấy không? Rồi, mình làm rồi. 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 Rồi, mình làm
Chưa.